Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với khóa học React JS cho người mới bắt đầu Và trong video này, mình với các bạn sẽ cùng nhau à, làm cái phần mà cái thumbnail của cái product các bạn ha Hiện tại mình đang show một cái skeleton, bây giờ mình sẽ thay thế bằng cái hình ảnh thật nha Ok mình, bắt đầu thôi Rồi, ở video trước á, thì mình à, đang làm được cái skeleton nó sâu sâu, nó chạy chạy giống như nè Bây giờ mình sẽ gắn cái à, cái cái hình ảnh thật luôn ha Thì đầu tiên chúng ta cần phải coi được là cái thumbnail đó, nó ổng có dữ liệu như thế nào ha mình lấy ra hai cái vô cái ở xuống nam các bạn sẽ thấy là nếu mà thumbnail của nó chưa có thì nó sẽ là để chữ uh, à, chữ null các bạn ha. Còn nếu mà nó có thì nó sẽ có cái dạng là một cái object và trong đó nó sẽ có nhiều thứ thông tin ha. Trong đó các bạn sẽ cần quan tâm cho mình cái URL, đây cái URL đây. Được chưa? Và cách mà để các bạn lấy được cái cái hình này á là các bạn sẽ uh, nối cái cái URL này vào trong cái host của mình đó là api ezfranen và nó sẽ là upload à, upload à, rồi à đây mình bỏ bớt một cái chữ upload rồi đây thì đây chính là cái 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 để cách để lấy được cái, cái cái thumbnail đó các bạn ha <laughs> hiện tại á mình mấy cái hình ảnh liên quan tới cái uh, product á mình đang để giống nhau à, rồi thì bây giờ mình các bạn sẽ thấy là sẽ có uh, mình có danh sách nhiều cái product đúng không nhưng mà có thằng có thằng không à, như vậy trong trường hợp mà không có thumbnail á, thì mình sẽ show một cái placeholder nào đấy tức là một cái hình ảnh nào đó bất kỳ ha à, còn trường hợp có thì mình show cái thật của nó rồi như vậy bây giờ mình sẽ làm các bạn ha ok làm nào mình sẽ vào trong cái product component của mình hiện tại mình đang show cái select skeleton này các bạn ha bây giờ mình sẽ đổi nó thành một cái uh, một cái cái hình Uh, trong Tiki thì các bạn thấy là nó cũng sẽ show những cái hình giống vậy Và các bạn thấy là cái hình này á, thì uh, Nó sẽ cách uh, nó, sẽ, nó sẽ không có full hết ha Nó có một con trắng chút xíu uh, Như vậy chúng ta có sẽ có một cái ID là Chúng ta sẽ có một cái box ở đây uh, Mà thôi từ từ để mình show cái hình lên trước đi Cho các bạn dễ hình dung ha uh, Bây giờ mình sẽ có cái hình uh, Mình lấy đại cái cái hình này quăng vô cái đi cho nó <laughs> uh, Có nội dung trước đã tính tiếp rồi à, cái ALT mình sẽ tạm lấy là cái name của cái sản phẩm đó rồi rớt name đi ha à, Rồi mình có thể nó ra cái gì ha Ngon 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 ừ, Các bạn thấy là nó sẽ bị tràn ra giống như thế này Không biết các bạn nào giải thích được hiện tượng này hay không ha Lý do là gì Khi mà bạn xài cái thằng IMG á Thì mặc định à, Mặc định là cái kích thước nó sẽ show cái kích thước thật của tấm ảnh à, thì tấm ảnh này các bạn sẽ có thể thấy được là cái kích thước của nó là khoảng 404 mình nhớ là 404 mấy á ha à, inspect vào đây nó sẽ là 444 kích thước của nó là 444 404 444 nó là hình vuông các bạn ha thì bạn không khai báo cái thằng cái 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 độ rộng cho cái hình ảnh này thì nó sẽ lấy uh, kích thước thật của nó chỉ là 444 mà rõ ràng là gì cái khung thằng cha của mình có đủ để đi chứ không không đúng không cho nên là mình sẽ phải chỉ định ok ông ơi ông xài cái width một trăm phần trăm thôi tức là hàng trai có nhiều xài nhiều thôi ông đừng có xài lố quá đó thì nó sẽ ra được uh, đây đẹp giống vậy các bạn ha và chúng ta có thể bỏ cái phần skeleton ở trên đi rồi bỏ cái phần skeleton ở trên đi đây phần này bỏ đi đó rồi thì các bạn sẽ thấy là Uh, như Tuy nhiên cái ảnh này nó full ra nhìn hơi ghê ghê quá nên là mình sẽ chắc là mình sẽ phải bóp lại chút xíu Bây giờ mình sẽ wrap thằng img này vào trong một cái box uh, Và cái box này nó sẽ cũng có padding là cho một đơn vị đi ha Là khoảng 8 pixel đó các bạn uh, Bỏ cái hình ảnh img vào này để cho nó vào chút xíu ha Để cho nó full ghê quá <laughs> Rồi uh, Các bạn để ý chút xíu là các bạn thấy là cái thumbnail ban đầu của mình là nó hơi thấp nhưng mà đến khi show nó ra là show cái hình vuông. Như vậy à, tính ra mình nên à, mình coi thử này ha. Lúc này cái hình của mình là khoảng 241. mốt à, nói chung là nó sẽ ra ra khoảng hình vuông. Vậy thôi mình cứ để đại khoảng cỡ 200 đi ha. Cái cái thumbnail của mình để khoảng 200 đi ha. À, mình sẽ xử lý vụ này sau đi ha. Cho 200 vậy thôi mình cho cái thumbnail cái skeleton list này mình cho chiều cao nó cao lên tí, 200 đi. Đó. Cho nó cao cao lên xíu Đó được kìa ha Rồi như vậy lúc này mình đang có show Nhưng mà bây giờ mình đang lấy hình ảnh uh, cố định <laughs> Bây giờ mình phải lấy từ hình ảnh thật nè uh, Hình ảnh thật á Thì mình sẽ lấy từ uh, Các bạn biết là mình sẽ phải thay thế cái đoạn này nè uh, Thay thế cái đoạn này uh, Bằng cái đường dẫn thật Của cái uh, cái, cái 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 sản phẩm đó, đó sẽ là product này, .thumbnail này, .ul. Nhưng mà thumbnail có thể bị null nha Như vậy mình sẽ làm như thế này À, mình đầu tiên mình cut cái này ra, mình sẽ uh, cho nó một cái uh, chuỗi uh, format như thế này ha, để mình zoom to lên chút xíu nữa nè uh, mình gột đóng cái phía bên này hay là comment B bò các bạn rồi cái khúc này thì mình sẽ thay thế bằng cái uh, chính là cái product à, mà product này uh, chấm thumbnail mà các bạn biết rồi chấm thumbnail nó có thể bị null à, ông thần này có thể bị null như vậy mình sẽ chấm thêm cái uh, chấm hỏi này Ý nghĩa là nếu như mà cái thằng thumbnail bị null á Thì thôi Coi như là chỗ đây nó sẽ là null luôn á Nó sẽ là null luôn Còn nếu không thì nó mới lấy thêm thằng URL các bạn ha Nếu như mà các bạn mà để không có chấm hỏi này á Thì nó sẽ chấm trực tiếp thằng URL Mà null thì làm sao chấm được đúng không các bạn Cho nên nó sẽ bị lỗi à, Còn để cái này nó sẽ không bị lỗi nè Thử nha Rồi tránh giải dưa thì gặp giải dừa. <laughs> à, nó chỉ có đúng một cái thằng là có đúng có cái thumbnail thôi Còn lại mấy anh khác không có thumbnail À như vậy nó sẽ xảy ra một cái vấn đề đó là À, trong trường hợp cái thumbnail đó nó không có hoặc là nó bị lỗi gì đấy thì chúng ta nên ở trong trường hợp này là nó không có thumbnail nó bị nôn các bạn ha thì uh, chúng ta nên lấy một cái thằng default nào đấy à lấy cái thằng default nào đấy thì các bạn có thể upload một cái hình uh, placeholder lên trên server sau đó mình sử dụng cái thằng đó làm cái placeholder các bạn ha trong trường hợp này mình lấy ví dụ là mình lấy thằng này làm placeholder luôn nha nó hơi chít nhưng mà <laughs> đại loại là các bạn chỉ cần thay thế mình như mình một cái tấm hình placeholder nào đó là ok ha Uh, hoặc là các bạn có thể dùng cái thằng image uh, placeholder ví dụ các bạn này, này ha thì nó sẽ có cái thằng placeholder này và thằng placeholder này sẽ cho bạn một cái hình ví dụ chẳng hạn như là bạn muốn lấy cái hình uh, 150 pixel thì nó sẽ ra được 150 pixel giống vậy đây copy nè đây nó sẽ được một kích thước năm 50 nè còn mình còn một cái khoảng 200 hoặc là mình ờ uh, thằng cái, cái, thằng kích thước kia của mình là 444 mình sẽ lấy 444 giống vậy này ha đó thì mình có thể dùng cái đường dẫn này tạm cũng được như vậy rõ ràng là gì mình uh, không có trực tiếp trong này mình sẽ có ở cái này cho nó gọn các bạn ha tại vì mình không muốn uh, để hầm bà lạc trong này rồi bây giờ mình sẽ nói là uh, ok cái thumbnail ul của mình uh, nếu như mà cái product mà nó có cái thumbnail á à, thì thì mình sẽ làm cái gì đó còn nếu không thì mình sẽ lấy cái thằng default là hàng quỹ này uh, tức là cái play sau đời này được chưa uh, mà chúng ta để giống vậy thì hơi nhìn hơi ghê chúng ta sẽ mình sẽ đặt cái hàng số cho các bạn một tí ha nhưng mà để mình xử cái này cho nó xong luôn đã Bỏ cái này vào đây Và cái này mình sẽ xài là Thumbnail URL, uh, URL, URL đây. Rồi tức là nếu như mà cái blog này có thumbnail á Thì mình sẽ lấy cái uh, thumbnail của nó Và cái host chính là cái host của mình Còn nếu trường hợp nó không có Thì mình xài đại một cái play nào đó Thì uh, bình thường các bạn sẽ upload cái play folder đó lên trên cái cái server của mình luôn Rồi sau mình sẽ Nó cũng sẽ có dạng là cái mớ này ha còn ở trong trường hợp này mình đang lấy tạm của một thằng khác ha nói chung đại loại là mình cộng một cái hình play solder được chưa rồi để coi thử nó ra cái gì đây nó sẽ ra được giống giống vậy này các bạn đó ok không thì cái play solder này các bạn làm càng đẹp thì nhìn vô đây nó sẽ nó đỡ ha còn này mình làm tạm nên là nó hơi gớm <laughs> rồi à, tuy nhiên có một số vấn đề mình cần phải xử lý nè các bạn thấy là cái khúc này nè nó là một cái string thì chúng ta nên đặt hàng số cho nó ha và thật 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 chắc là sau này á, khi các bạn deploy lên những môi trường khác nhau đường liên này sẽ khác nhau mình sẽ dùng cái biến môi trường đó là Environment uh, Variables Để set cho nó nhưng mà tạm thời mình sẽ để hạt code ha Cái này cũng vậy, cũng không nên để như thế này Như vậy mình sẽ uh, hướng tới là việc mình sẽ đặt hàng số Mình sẽ đặt hàng số mình gọi là...mình sẽ đặt một cái gọi là Static Host ha Do nó là hàng số như thế này mình sẽ dùng cái uh, viết hoa hết nha các bạn uh, Mình sẽ cần một cái Static Host Và mình sẽ cần một cái gọi là cái uh, Thumbnail uh, Placeholder Đó như vậy chỗ này ha, đâu rồi cái product của mình, à, product của mình này ha, à, cái chỗ placeholder này ha, đây, mình sẽ bỏ vào đây, rồi còn cái uh, static host sẽ là cái phần này này các bạn, đó, tức là cái nơi mà chứa những cái hình ảnh của mình, những cái static hay, những cái cái file static của mình, mình sẽ để đây, mình gọi đó là static host, rồi ở cái constant này nè, uh, mình muốn là sẽ xài chung cái constant luôn, thì uh, tức là À, mình sẽ có một cái file gọi là index js bởi vì mình sẽ có constant common constant storage keys constant gì, gì đấy tức là mình sẽ có rất, rất là nhiều file trong cái, cái constant này và mình dùng cái file index js này để gọi là tổng hợp lại những cái âm thanh à, ở bên dưới của mình ví dụ như mình có common rồi mình sẽ có là uh, storage keys à, để thay vì các bạn import từ constant common rồi uh, constant storage keys thì bây giờ các bạn chỉ cần import tất cả bằng từ constant thôi tại mình đã có export ở cái file index hết rồi thì từ cái constant này mình đều có thể lấy được từ những cái giá trị từ cái trong cái những comment hoặc là story case vân vân ha à, thử nha như vậy ngay chỗ này mình sẽ đổi lại nó chỗ này sẽ là static host và cái ông thằng này mình sẽ lấy là chính là cái thumbnail placeholder đúng không như vậy chỗ này sẽ là thumbnail placeholder và các bạn sẽ thấy là nó đều là từ constant này hết này các bạn Đó, nó không cần phải là xịt xuống comment ha nhờ cái file net hồi nãy mình dùng option shift o để optimize cái import rồi các bạn sẽ thấy một cái lỗi uh, nó là attempt import error of static host inos export from constant rõ ràng là mình đã có export rồi các bạn ha mình có định nghĩa trong cái file command này và mình có export ra ở cái file net js này tuy nhiên nó là báo lỗi thì các bạn có thể hover lên trên cái này ha các bạn sẽ thấy là uh, nó đang hiểu nhầm là một cái constant khác của thằng node à, chứ không phải là cái cái folder constant của mình như vậy mình sẽ fix bằng cách là mình sẽ thêm cái đường dẫn vào chỉ định cụ thể luôn không tôi muốn cái constant mà có cái uh, cái file next này nè đó chứ không phải là cái 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 cái, cái package constant uh, cái node constant của thằng node thấy các bạn ha lúc này các bạn thấy là nó sẽ chạy được đó ngon lành ha ngon lành <laughs> được chưa như vậy là uh, cái phần uh, thumbnail này mình xử lý tạm thời như thế này các bạn ha nếu như nó có thumbnail thì mình sẽ lấy từ cái uh, static host uh, mình lấy từ cái thumbnail của nó ha. Nhớ cái dấu chấm họ dấu chấm này là nếu như cái thumbnail này mà có dữ liệu thì nó mới chấm. Còn nếu mà thumbnail bị null thì chỗ này nó sẽ trả về null luôn đó các bạn, được chưa? Còn cái thumbnail placeholder này uh, còn ví dụ mình đặt uh, const các bạn. Các bạn nhớ là các bạn tạo một cái file constants.js này nữa ha. Đó, thì để bạn export tất cả những cái file bên trong cái cái folder constant này luôn để bạn có thể xài chung dạng là uh, constant index hết nè. Bạn không cần phải là để chỗ này phải chỉ định cụ thể là common rồi uh, story key hay cái gì đó ha mà bạn chỉ cần để này là index thôi thì nó đều hiểu được tất cả các constant mà được export từ cái file common hay story key tất cả đều được hết ha. Thì cho cho cái phần import này nó gọn, được chưa? Rồi thì đó chính là cái phần thumbnail của mình ha. Uh, các bạn có thể review lại dùm cái phần mà thay đổi ở trong này để coi thử là mình đã thay đổi những thứ gì các bạn nha. À, và nó sẽ uh, có tác dụng những thứ nào mình reload lại cái nữa nè đó thì cái hiện tại mình đang làm được là nó giống thế này thì các bạn thấy là gì uh, cái phần à, uh, này nó đang load hơi chậm này các bạn cho nên là các bạn thấy cảm giác nó hơi đỏ nó hơi tệ ha rồi mình sẽ xử lý sau đi các bạn ha mấy cái này các bạn chỉ cần uh, đảm bảo là uh, fix cho nó một cái kích cái, cái, cái thước ha để đảm bảo nó không có bị nhảy như thế này ha. Rồi nhưng mà thôi đó là những cái tối ưu ừ nhỏ nhỏ từ từ mình tính tiếp được chưa? Cơ bản cái này là mình đã show được cái hình uh, cho cái phần product của mình rồi ha các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.